Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Kể từ khi việc thi hành án tử hình chuyển sang hình thức tiêm thuốc độc, trường bán Long Bình trở nên hoang hóa, cỏ dại mọc tùm. Xung quanh những ngôi mộ của những tử tù còn nằm sót lại nơi quạnh vắng đó là những câu chuyện tâm linh khó tin nhưng có thật. Những lời đồn thổi về mộ phần đầy tử khí, linh thiêng đến mức ai xin gì được nấy. Để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe chùm phu mộ tiết lộ về những phi vụ kỳ bí. Một trong số những tử tù mang nhiều câu chuyện kỳ lạ là Phước Tám Ngón. Hắn là một tên giang hồ máu lạnh, giết người không chút gớm tay. Phước Tám Ngón tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1972, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Dĩ An, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Từ thuở thơ bé, Phước đã là một đứa trẻ ngỗ ngược, khó bảo, thích cuộc sống lang thang, phiêu bạt. Sở dĩ mọi người gọi hắn với biệt danh Tám Ngón là bởi bàn tay trái của hắn mất ngón cái và ngón trỏ. Đồn rằng khi tuổi mới 14-15, vì bị mẹ la mắng do ham chơi, Phước đã kê tay lên miếng gỗ rồi vung dao chém lìa hai ngón tay đó. Đặc biệt, mỗi lần dạt nhà đi bụi, để có tiền tiêu xài, đánh đu cùng đám con gái mắt xanh màu đỏ ở các hộp đêm Sài Gòn, Vũng Tàu, Biên Hòa, Phước cùng đám bạn du thủ du thực của mình đã gây ra hàng loạt vụ trộm cướp. Sự tàn bạo, máu lạnh của Phước và đồng bọn được đúc kết bằng một câu nói mà bất cứ ai nghe cũng sởn cả da gà: bắn trước, cướp sau. Nhiều nạn nhân của băng nhóm này kể lại rằng khi mà gặp toán cướp, nhiều người đã quỳ lại van xin nhưng mà Phước vẫn lạnh lùng ra lệnh cho đồng bọn hoặc tự mình nổ súng. Từ những tội ác mà Phước Tám Ngón cùng đồng bọn gây ra, công an các tỉnh trên địa bàn mà băng nhóm này hoạt động đã khẩn trương khoanh vùng, vây giáp. Thình lình xuất hiện, gây án dã man, rồi lặn mất tăm nhưng mà chỉ hơn một năm sau, trước sự truy lùng giáo giết của công an, Phước đã bị bắt. Tháng 6 với những tội ác tày trời mà mình đã gây ra, Phước Tám Ngón bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình. Sở dĩ người ta cho rằng Phước Tám Ngón rất là thiêng là bởi vì y được chết đến 2 lần. Có lẽ, trong lịch sử tội phạm hình sự ở Việt Nam thì Phước là trường hợp hiếm hoi bởi sau khi bị bắt, bị tuyên án tử hình, đang chờ ngày ra pháp trường thì y may mắn lẩn trốn được khỏi sự truy lùng của thần chết. Và cũng chính bởi điều này đã tạo cho Phước Tám Ngón một vị thế khác trên chiếu giang hồ. Cần phải nói rõ ràng trại giam Chí Hòa, người Sài Gòn thường gọi là khám Chí Hòa, nơi Phước bị giam cầm chờ ngày ra trường bắn có 3 tầng lầu. Trại giam từng được mệnh danh là lò bác quái, chỉ có đường vào chứ không có đường ra. Từ khi được xây dựng tới nay, chỉ có 2 trường hợp tù nhân đào tẩu thành công và được coi là sự kiện hy hữu. Trường hợp thứ nhất, những người cộng sản đã lợi dụng sự kiện Nhật đảo chính Pháp để tổ chức cướp trại, tổ chức giải thoát cho tù chính trị bị giam cầm nơi đây. Trường hợp thứ hai xảy ra đúng 50 năm sau. Và người đã đào thoát khỏi lò bác quái này một cách ngoạn mục không ai khác chính là Phước Tám Ngón. Sau suốt một thời gian dài truy lùng tên sát thủ máu lạnh, cuối cùng cơ quan công an cũng tóm gọn được hắn khi đang tác oai tác quái ở Nha Trang. Ánh mắt của hắn vẫn sắc lạnh và vẻ mặt bình thản, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Phước giả vờ không biết chữ, ký một dấu cộng và biên bản lấy lời khai. Ngày 29 tháng 4, 13 bị cáo trong băng cướp của Phước Tám Ngón bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.HCM. Nguyễn Hữu Thành, tức là Phước Tám Ngón, lãnh án tử hình thứ hai. Án tử hình thứ nhất, Phước bị tuyên phạt trong phiên tòa ngày 24 tháng 6. Sau đó, Phước đã trả nợ đời tại pháp trường Long Bình. Thế nhưng, trong quá trình ở phòng giam tử tù, Phước luôn tỏ thái độ hung hãn vô cùng. Đại úy Mở, nhà tạm giam công an quận 12 TP.HCM, khi mà chia sẻ về bữa cơm cuối cùng của tử tù, đã nhắc đến Phước Tám Ngón như sau. Trong lịch sử tử tội, hiếm có phạm nhân nào đủ bình tĩnh tận hưởng bữa cơm cuối cùng. Cái cảm giác mình sẽ là bia đỡ đạn, sẽ phải giã từ cuộc sống trong đớn đau đã khiến họ không đủ sức nuốt trôi miếng ngon. Chỉ có sát thủ cướp giết máu lạnh Phước Tám Ngón là đủ sức ăn sạch sẽ bữa cơm với nửa con gà quay béo ngậy. Thế nhưng đến lúc dựa cột, Phước đã sợ sệt đến nỗi ướt sũng chiếc quần đang mặc. Tại bãi tha ma tử tù Long Bình, so với những ngôi mộ nằm khuất lấp sau tán cỏ tranh khác, thì mộ của Phước Tám Ngón trông khang trang, bề thế nhất. Bia mộ được làm mới bằng đá hoa cương, ghi đầy đủ tên tuổi, năm sinh năm mất. Theo những phu trường bắn ở đây, thì mộ phần đó không phải là do người nhà Phước bỏ tiền xây dựng, mà do chính những người đã được y phát lộc cho chúng số để trả ơn. Trong chuyến viếng thăm nghĩa địa tử tù này, chúng tôi đã may mắn gặp ông Ba Son, nhà ở phường Tân Phú, cách Long Bình trường gần 1 cây số, người có thâm niên mấy chục năm làm phu mộ ở trường bắn nổi tiếng này. Ông cho biết, từ năm 1976, Ủy ban Nhân dân TP.HCM bắt đầu chọn mảnh đất trống ở địa phương làm trường bắn thi hành án tử tù. Thời đó, ông đang làm trong đội mai táng ở địa phương
nên được cử vào đảm nhận việc lo chôn cất tử tù. Theo ông Ba Son, mỗi ngày nếu không có tử tù bị bắn, thì ông cùng với các anh em chỉ việc ngồi trong một chiếc lều tạm bợ sát pháp trường châm thuốc lá, uống nước trà. Còn khi có án bắn, thì trước đó một ngày, đội thi hành án gọi điện xuống thông báo, anh em trong đội sẽ vác cuốc xẻng ra mảnh đất tại khu vực đào sẵn, những huyệt mộ tương ứng, đồng thời gửi thông báo đến gia đình của các tử tù về vụ việc. Đêm đến, dù mưa gió cũng phải mắc võng và canh chừng để mà tránh người lạ vào phá. Đến rạng sáng hôm sau, đội thi hành án đi trên xe chuyên dụng áp giải phạm nhân từ nhà tù Chí Hòa xuống, đưa phạm nhân đứng dựa những cọc gỗ tại trường bắn, đợi nghe đọc bản án và theo đó là những loạt đạn rền vang. Ông Ba Son cùng với gần 10 người trong đội bắn bắt đầu tháo dây chói tay và nhẹ nhàng đưa thi thể tử tù ra một chiếc chiếu manh, vệ sinh thi thể, dùng bông gòn chám vào những vết thủng chi chít trên người phạm nhân và cho vào quan tài đóng tạm bợ bằng gỗ cao su trước khi đem chôn cất. Người đàn ông có mái tóc dài lãng tử này có rất nhiều bí mật khó tin về những ngôi mộ tử tù ở trường bắn Long Bình. Nhưng mà hấp dẫn nhất vẫn là chuyện Phước Tám Ngón hiển linh, cho số lô đề để cả trăm người làm giàu không khó. Theo ông Ba Son, chuyện mộ Phước Tám Ngón linh thiêng được dân tình phát hiện và đồn đại ngay sau khi tên trộm khét tiếng này bị bắn chừng hơn nửa năm. Và ông Ba Son bảo chính ông là một trong những tác nhân tạo ra tin đồn đó. Dịp đó, theo ông Son nhớ là vào dịp giỗ đầu Phước, hôm đó đang đu mình theo làn khói thuốc ở một quán cà phê gần trường bắn. Ông mỗ giật mình khi mà thấy cả chục người chẳng cần nhìn lâu cũng biết là dân giang hồ, đào búa thình lình xuất hiện trên những chiếc xe phân khối lớn. Vào quán, họ đến trước mặt ông hất hàm nói: "Ông là ông Ba Son. Ủa, mấy anh tìm chú Ba có việc gì vậy?" "Anh em là lính của anh Phước, muốn nhờ chú Ba đưa xác anh ấy về quê." Thuốc lá thơm được mấy tay anh chị gọi ra, tiền cũng được cốp xuống, vớ được món khá, ông Ba gật đầu đánh sụp. Ngay đêm đó, ông Ba cùng với mấy chiến hữu của mình và cả đám lính của anh Phước kia nữa đột nhập vào nghĩa trang. Theo kinh nghiệm nhiều năm đi ăn xác của mình, nếu tính thời gian thì khi đó thi thể của Phước Tám Ngón đã hoàn toàn phân hủy. Ông Ba và các cộng sự chỉ việc bóc tách lấy xương cho vào cốt là xong. Thế nhưng, lạ lùng, khi nắp áo quan của Phước vừa được lật ra thì mọi người đã vô cùng hoảng hốt khi mà thấy hình hài của Phước vẫn còn gần như nguyên vẹn. Thêm nữa, chẳng giống những ngôi mộ mà ông Ba từng bốc trước đây. Mộ Phước Tám Ngón có mùi vô cùng kinh khủng. Ông Ba bảo rằng, giờ nghĩ tới mùi đó, ông vẫn thấy rợn rợn ngây ngây. Qua đây mới biết, đám đàn em Phước Tám Ngón cũng chỉ là những tay giang hồ vặt không hơn không kém. Ông Ba kể rằng, nhìn tướng họ cứ nghĩ họ coi trời bằng vung. Thế nhưng, khi vừa thấy hình hài đại ca, lại được đón tiếp bằng thứ mùi khó chịu ấy. Nên đứa thì ôm bụng nôn thốc nôn tháo, đứa thì ba chân bốn cẳng mà chạy. Và khi ấy, thi thể của Phước chẳng còn ai để nhận nữa. Ú ớ với theo mà chẳng giữ được ai, ông Ba và mọi người đành chôn lại Phước xuống. Theo ông Ba Son, nghe tin ấy, người ta mới bắt đầu râm ran đồn thổi về thân xác không phân hủy của Phước Tám Ngón. Theo quan niệm của nghiện lô đề, cờ bạc thì những xác rũ như thế thiêng lắm, cầu con gì về ngay con ấy. Sáng đi một, chỉ tối về bảy cây. Chẳng hiểu có ai trúng số đề từ việc cầu cúng ở mộ Phước hay không, nhưng mà dân tứ xứ đã lũ lượt kéo về đây xì sụp khói nhang, mong Phước hiển linh cho lộc. Ông Ba Son kể, không chỉ dân Sài Gòn mà cả những người máu me đề đóm ở cả những tỉnh miền Đông, miền Tây cũng lũ lượt kéo về, đông như là chợ hội. Người ta còn đội lễ, đội xôi gà, có những người còn rước nguyên cả con heo quay cùng vô khối vàng hương đến xếp hàng cầu cúng, xin xỏ. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!